Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 14, câu 1, câu 7 tới câu 14. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này, bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giê-xu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, tính háo danh luôn là một thách đố lớn đối với con người. Nó không xảy ra trong một giai đoạn của lịch sử nhân loại, nhưng nó luôn hiện diện trong mọi nơi, mọi lúc. Ngay từ buổi đầu của sự hiện diện, con người đã để cho tính háo danh làm hỏng công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Adam, Eva vì muốn bằng Thiên Chúa nên đã giơ tay hái trái cấm, chống lại lệnh truyền của Thiên Chúa, để rồi nhận lấy hậu quả khủng khiếp, đó là phải chịu cảnh khổ đau trầm luân và nhất là phải chết. Tính háo danh đó đặc biệt phát triển cách mạnh mẽ trong thời đại văn minh hôm nay, để rồi xã hội phải chứng kiến những màn dối trá lừa lọc. Chẳng hạn ở Việt Nam, có rất nhiều cá nhân như nhiều tiến sĩ nhất thế giới, nhưng lại là một đất nước nghèo. Cô giáo Trần Thị Lam đã chua xót về thói háo danh trong bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh?" Đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Tính háo danh đã làm cho con người trở nên trơ trẽn và sẵn sàng đạp đổ người khác bằng đủ các phương tiện để đạt được cái danh cho mình. Bởi một miếng giữa làng bằng một sàn xó bếp, nên người ta sẵn sàng tìm mọi cách để kiếm cho được miếng giữa làng. Đó là nguyên nhân gây ra bao mối bất hòa, hận thù và ganh ghét. Bởi tính háo danh xuất phát từ tính cao ngạo, đề cao mình cách quá đáng và thường coi khinh người khác, để rồi không bao giờ biết lắng nghe. Và cũng vì háo danh mà bao nhiêu chuyện bất công xảy ra trong đời sống xã hội. Không ít người giàu có thích khoe khoang qua những bữa tiệc thịnh soạn của ngon vật lạ được bày ra đầy dẫy trên bàn tiệc, và khách mời của họ cũng là những người lắm bạc nhiều của. Một hố ngăn cách được dựng lên giữa người giàu và người nghèo, tạo nên một bức tranh ảm đạm về thảm trạng của một thế giới đầy bất công. Tin mừng hôm nay cũng đưa ra lời mời gọi: hãy kiến tạo một cuộc sống công bằng, yêu thương trong xã hội. Chúa đề nghị: khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ,
và như thế ông mới thật có phúc. Lời đề nghị này không chỉ là hành vi yêu thương, nhưng còn là sự công bằng. Công bằng trong việc tôn trọng phẩm giá của những người nghèo. Tuy họ không dư tiền thừa bạc, nhưng họ có đầy đủ phẩm giá của một con người. Họ cũng cần được tôn trọng. Lời đề nghị của Chúa trước tiên như một chỉ dẫn để hoán cải trong mối tương giao với tha nhân. Hoán cải để nhận ra đúng con người của mình, từ đó tránh được thói háo danh tự hào. Lời đề nghị của Chúa cũng là một lời mời gọi người Kitô hữu chúng ta phải đưa ra những sáng kiến phục vụ cho người nghèo. Sáng kiến phục vụ nhằm khẳng định thế giới này là mái nhà chung của mọi người và tất cả đều có quyền dự phần vào những gì thuộc về của mình. Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá của từng người, vì tất cả đều là công trình do tay Chúa tạo thành. Xin dạy chúng con biết mở rộng con tim để sẵn sàng đón nhận những người nghèo khó, những người đang cần sự trợ giúp của chúng con. Amen.